Vâng thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Hà Nội. Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong ngành thiết bị điện học Việt Nam. Để góp phần tạo nên thành công của sự kiện này phải kể đến sự rất là nhiệt tình, đoàn kết. Lần đầu tiên tất cả các hãng trong ngành thiết bị điện học cả nước và gần 400 doanh nghiệp cả nước có dịp ngồi lại cùng nhau. Theo dự kiến thì đơn vị đăng cai sự kiện năm ngày truyền thống 2021 là hội thiết bị văn phòng miền Trung và Tây Nguyên, và tôi hy vọng rằng chúng ta vẫn giữ được cái nhiệt huyết như ngày hôm nay để ngày này sang năm chúng ta lại gặp nhau ở Đà Nẵng với tinh thần lá lành đùm lá rách. Bạn chúng tôi kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Hiện nay quỹ ủng hộ miền Trung của cái sự kiện 11/11 này đã có được 147 triệu. Khỏe, thành công, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn mọi người.